bốn bảy phẩm chân như lúc bấy giờ các thiên tử cõi dục cõi sắc mỗi vị đều mang bột hương đa yết la đa ma la chiên đàn ở cõi trời lại cầm hoa sen xanh hoa sen đỏ hoa sen vàng hoa sen trắng hoa mỹ diệu hương hoa mỹ diệu âm hoa đại mỹ diệu âm của cõi trời từ xa giải cúng phật rồi đi đến chỗ phật đành lễ sát chân lui đứng một bên bạch bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế rất là sâu xa khó thấy khó biết chẳng thể suy tầm vượt cảnh suy tầm vi diệu vắng lặng người trí tuệ thông minh mới có thể biết được chẳng phải kẻ tầm thường trong thế gian có thể tin thọ ngay khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư phật tất cả như lai ứng tránh đẳng giác ở trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này đều nói thế này Sắc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là sắc. Thọ tưởng hành thức tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là thọ tưởng hành thức. Nhãn xứ tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhãn xứ. Nhĩ tí thể thân ý xứ tức là trí nhất thiết trí. Chí nhất thiết trí tức là nhĩ tĩ thể thân ý xứ sắc xứ tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là thanh hương vị xúc pháp xứ nhãn giới tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là nhãn giới nhĩ tĩ thể thân ý giới tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là nhĩ tĩ thể thân ý giới sắc giới tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là thanh hương vị xúc pháp giới, nhãn thức giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhãn thức giới, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Nhãn xúc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhãn xúc Nhĩ tĩ thể thân ý xúc tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là nhĩ tĩ thể thân ý xúc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra tức là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra